Chào quý vị trên chương trình trực diện TV. Đầu năm 2024 mới bước sang ngày thứ hai đã có những cái tin vô cùng ấn tượng và khởi sắc về các hoạt động của công ty VinFast ở tại Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì một số những cái tờ báo của Hoa Kỳ cụ thể như là tờ báo Reuters và một vài những cái tờ báo chuyên ngành về xe ô tô đã đăng tải một cái thông tin nói rằng công ty xe điện của Việt Nam công ty của một công ty xe điện duy nhất của Việt Nam được đầu tư sang Hoa Kỳ và hiện giờ thì đang mở rộng thêm những cái đại lý bán hàng mà những cái đại lý này là của người Mỹ và những cái đại lý đó ở vài cái tiểu bang rất là khác nhau và người ta đang tiếp nhận và bán các cái xe điện của VinFast thì đây là một cái thông tin có thể nói rằng rất tích cực hồi tuần trước đó tức là tuần lễ cuối năm 2023 chúng ta đã thấy rằng một cái um, bản uh, thông cáo của công ty VinFast đưa ra và những cái tờ báo ở địa phương cụ thể là ở um, một cái đài truyền hình khá lớn một cái đài truyền hình um, ở cái tiểu bang North Carolina đã đưa một cái thông tin nói rằng cái đại lý đầu tiên ở cái quận gọi là Raleigh của Bắc California, Bắc um, North Carolina đó đã mở ra là một cái đại lý đầu tiên để mà bán xe Vinfast. Đây là đại lý không phải trực thuộc công ty Vinfast, không phải là của Việt Nam và cũng không có phần hùng phần vốn gì của Vinfast cả. Nghĩa là một cái đại lý bán xe độc lập hoàn toàn thay vì họ bán nhiều cái xe khác. Bây giờ thì họ lại tiếp nhận và họ đi bán cái xe Vinfast. Thì cái việc mà đại lý người Mỹ mà tiếp nhận và bán xe Vinfast đó, nó đã đập phá đi những cái thông tin xuyên tạc, những cái thông tin mà người ta cho rằng là VinFast không có bán được đi vào thị trường của Mỹ, không có ai mà chịu mua, không ai chịu bán thì nó không phải. Bây giờ thì chẳng những là một cái đại lý mà ngày hôm nay chúng ta nghe những cái thông báo từ VinFast đưa ra và những cái tờ báo của Mỹ thì cho thấy rằng là đã có đến 5 cái đại lý và năm cái đại lý này gọi là đầu tiên ở um, hoa kỳ và năm cái đại lý này nó đến từ các cái tiểu bang khác nhau thì ngày uh, 2 tháng giêng năm 2023 các cái đại lý đầu tiên của um, vinfast á, mà do cái đại lý đây chúng ta muốn nói rằng cái đại lý của người mỹ nha đầu tiên thì gọi là lake um, vinfast ở uh, Raleigh của tiểu bang uh, north carolina thì cái uh, tuần trước chúng tôi có làm cái chương trình để mà nói về cái đại lý đầu tiên rồi và cái um, đại lý thứ hai đó là smith heaven vinfast ở cái tiểu bang ở cái um, địa phương gọi là san james của cái tiểu bang new york và Greensboro vinfast vai của um, tiểu bang là texas ở cái khu vực gọi là vai của anh um, texas rồi uh, haley vinfast uh, của uh, fort worth Fort Worth thì nó cũng nằm ở Fort Worth của Texas và cái thứ năm là VinFast Wichita ở cái khu vực gọi là Wichita thuộc cái tiểu bang gọi là tiểu bang Kansas. Thì à, năm cái đại lý rồi, năm cái đại lý nằm ở nhiều nơi khác nhau. Chúng ta thấy là nằm trải qua là tới bốn cái um, tiểu bang như là New York, như là North Carolina. North Carolina thì khỏi nói rồi, đó là cái khu vực mà nhà máy VinFast đặt và nơi mà sẽ sản xuất lắp ráp những cái xe điện mà nếu không có gì thay đổi thì thời điểm năm 2025 có thể cuối năm 2025 là sản lượng của cái giai đoạn vọt được tính rằng sẽ tung ra thị trường tại Hoa Kỳ là 150.000 chiếc xe mỗi năm, một cái số lượng cực lớn. Và năm cái đại lý này thì chúng ta thấy rằng ở tiểu bang New York New York là một cái tiểu bang thì khỏi nói rồi có thể nói rằng nó rất là nhộn nhịp và rất là đông dân và cái nơi đó thì bán hàng và tiếp nhận được một cái chiếc xe đến từ Việt Nam không phải là đơn giản dĩ nhiên là người Mỹ họ kinh doanh thì họ phải tính cái lợi nhuận rồi họ thừa biết là phải bán cái sản phẩm nào mà gọi là khả thi không bao giờ mà họ mơ hồ cả rồi cái tiểu bang Texas cũng vậy Texas là một tiểu bang rất là lớn ở tại Hoa Kỳ. Có thể nói rằng Texas là một cái khu vực rộng lớn và Texas thì có đến hai cái đại lý và họ mở cùng lúc, một cái là ở Brevvy và ở một cái là ở Fort Worth. Và cái tiểu bang thứ thứ tư đó đó là Kansas. Kansas ở nằm ở miền trung của Hoa Kỳ và từ cái nơi đây thì nó tỏa ra ở nhiều nơi có thể là đi qua bên uh, Ohio rồi đi um, xuống um, nhiều cái khu vực lân cận à, um, cái Kentucky hay là nhiều uh, nơi khác nữa và tất cả các cái đại lý này đó hiện giờ đã bắt đầu kinh doanh cái mẫu xe VF8 họ bán xe VF8 họ rất là hứng thú với xe VF8 và hồi um, cách đây mấy tháng chúng ta đã thấy rằng um, khi mà khảo sát các cái đại lý của Hoa Kỳ đó thì có đến là cả trăm VinFast họ đã nhận hơn 100 các cái đơn đăng ký mở đại lý ủy quyền. Thời điểm đó là thời điểm hồi cách đây mấy tháng rồi. Và cái mảng xe điện của VinFast đó đã nhận được các cái hồ sơ và sau này thì bây giờ người ta đang tiến hành triển khai và có thể trong một cái thời gian ngắn sắp tới thôi sẽ có thêm rất nhiều các cái đại lý nữa đây là những cái đại lý gọi là đầu tiên thôi nhưng mà chúng ta biết rằng cái đại lý mà bán xe ở tại Hoa Kỳ có thể đến hàng trăm hàng trăm hàng ngàn các cái đại lý và cái số lượng nó càng lúc nó càng nhân rộng ra chắc chắn rằng cái xe điện của VinFast bây giờ bắt đầu đưa ra thị trường và được người Mỹ tiếp cận thì đó là một cái dấu ấn và bây giờ thì trước mắt họ bán VF8 và sau đó thì họ sẽ bán là VF6, VF7 và VF9 và nếu không có gì thay đổi thì trong um, tuần tới ở tại một cái triển lãm quốc tế cực kỳ lớn ở cái thành phố um, hoa lệ của Hoa Kỳ là Las Vegas. sẽ um, VinFast sẽ trưng bày và phải sẽ mang ra một cái sản phẩm, đây là một cái sản phẩm uh, của cái VF3. VF3 chúng ta biết rằng một cái sản phẩm rẻ tiền và nó phù hợp với um, cái nhu cầu của những người uh, mới lớn ví dụ như các cái các học sinh chẳng hạn hay là những người có cái điều kiện mà họ cần một cái xe rẻ tiền để mà đi lại trong một phạm vi ngắn để mà đi làm chẳng hạn hay là trong một cái khu vực mà người ta khó có cái chỗ đậu xe thì người ta sẽ chọn những cái xe như là VF3 của VinFast và nhiều đại lý của Hoa Kỳ cũng đã rất hứng thú về khi mà VinFast đem chào cái mẫu này À, nếu không có gì thay đổi thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đến tham dự cái hội nghị, cái cái triển lãm CES để mà tường thuật cho quý vị, để mà chúng ta chứng kiến được à, cái triển lãm này nó ra làm sao và cái xe điện của Vinfast mang đến trong cái cái triển lãm CES là cái gì, hứa hẹn rằng sẽ có thêm những cái sản phẩm đặc biệt khác nữa. À, theo những thông tin phong phanh thì chúng tôi nghe rằng có thể là có xe xe điện xe đạp điện gì đó nhưng mà cũng chưa tận mắt chứng kiến nó ra làm sao và tất cả các khách hàng của xe điện mà các cái đại lý của Hoa Kỳ họ bán thì cũng sẽ được hưởng các cái chế độ ưu đãi um, áp dụng các cái chính sách hậu mãi hoàn toàn giống như là của Vinfast nghĩa là trước đây đó thì khi Vinfast đặt um, tại Hoa Kỳ và mang những cái mẫu xe đầu tiên sang bán ở Hoa Kỳ thì Vinfast um, là có các cái đại lý không phải là đại lý mà làm xây một số các cái cơ sở gọi là bán hàng, rồi chăm sóc khách hàng qua đó thì quảng bá sản phẩm. Bây giờ thì thực hiện một cái chương trình mới là giao các cái sản phẩm đó cho các cái đại lý của người Mỹ theo cái cách bán rất truyền thống. Như vậy thì cái bộ máy um, quản lý cái nhân sự của vinfast nó không có bị phình ra, nó không có phải quá cồng kềnh và nó uh, được giao cho người Mỹ thì nó mang tính chất chuyên nghiệp và um, người Mỹ thì họ um, dễ dàng để mà tiếp cận với cái cộng đồng bởi vì họ đã cái đại lý bán xe nhiều năm và họ bán nhiều cái mặt hàng khác nhau chính vì vậy đó thì nhưng mà dù không phải là các cái cơ sở của Vinfast thì cái xe của Vinfast vẫn được bảo hành hay là chăm sóc hậu mãi vẫn giống như vậy nghĩa là sao vẫn là bảo hành 120.000 mai cho mỗi xe hoặc là bảo hành 10 năm và 10 năm không giới hạn về số dặm tức là số mai đắp cho cái pin điện nữa rồi chúng ta thấy rằng trong cái thông cáo báo chí ngày hôm nay tại Los Angeles đã gửi ra thì ngày 2 tháng Giêng năm 2024 cho thông báo rằng cái thông tin này cho chúng ta biết được là nó như vậy và cũng có nói thêm rằng là bà Trần Mai Hoa là phó tổng giám đốc kinh doanh và marketing toàn cầu của công ty Vinfast cho biết rằng đây là bước tiến quan trọng khẳng định cái cam kết của vinfast trong cái việc mở rộng mạng lưới kinh doanh rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường hợp tác với các đại lý giúp vinfast nhanh chóng đem đến cho người tiêu dùng những mẫu xe điện chất lượng tốt giá cả tốt chính sách hậu mãi xuất sắc thúc đẩy mục tiêu xanh hóa giao thông của toàn cầu chúng ta thấy rằng cái mạng lưới kinh doanh thì rõ ràng khi mà VinFast một có công ty xe điện đầu tiên của Việt Nam đã thành lập từ năm 2017 và chỉ sau mấy năm thôi đã chuyển sang để mà sản xuất xe điện thì bây giờ cũng đang trở nên là một cái công ty toàn cầu đã có những sự đầu tư sang nhiều cái thị trường khác nhau thị trường Bắc Mỹ gồm Mỹ Canada rồi ngay cả thị trường ở bên bán ở bên châu Âu và bán ở bên các nước của Đông Nam Á và có cả một kế hoạch hợp tác và thậm chí là sẽ xây dựng một cái nhà máy ở bên Ấn Độ nữa và sẽ còn nhiều nơi khác nữa và ở trong nước thì ngoại trừ cái nhà máy ở Hải Phòng ra là sản xuất lắp ráp xe điện ở tại Hải Phòng thì cũng có còn nhà máy sản xuất binh điện à, binh điện đó ở Vũng um, Án Hà Tĩnh và rất có thể là trong thời gian tới người ta sẽ còn ngầm đầu tư thêm những cái nhà máy bên ngoài Việt Nam nữa. thì chúng ta thấy rằng sau đó thì Vinfast đi vào thị trường của Hoa Kỳ mang tính chất rất là nghiêm túc, một cái dự án đang được triển khai để xây dựng một nhà máy. mà vừa rồi trong cái phát biểu tổng kết hoạt động hay là cái quan hệ giữa Việt Mỹ đó, thì ông Mark Napper làm là ông đại sứ của Hoa Kỳ toàn quyền ở tại Việt Nam đã phát biểu rằng và đem mới dẫn chứng là công ty VinFast với cái sự đầu tư minh chứng cho cái sự thành công trong cái quan hệ Việt Mỹ và cái sự tin tưởng trong cái quan hệ Việt Mỹ một cái công ty cực lớn của Việt Nam đã đầu tư vào cái tiểu bang North Carolina với cái số tiền lên tới 4 tỷ Mỹ Kim chia ra làm hai giai đoạn và những cái sự đầu tư như vậy những cái việc mà triển khai mạng lưới bán hàng và ngay cả cái việc mà VinFast đã nộp đơn và sau đó thì được chấp thuận và đã niêm yết trên cái thị trường chứng khoán Nasdaq của um, của Hoa Kỳ và hiện giờ thì cái chỉ số cái cổ phiếu của VinFast cũng được cho rằng đang ổn định có thể nói rằng đã được thị trường tiếp nhận điệp thị trường người ta đã hân hoan và người ta nhìn thấy được VinFast đang làm ăn nghiêm túc nó cũng uh, bác bỏ đi những cái thông tin mà họ cho rằng là vinfast là có những cái báo cáo không thật hay là đang bị kiện tụng hay là giấu đúc những cái thông tin gì đó mang tính chất nội bộ để rồi lên nasdaq lên chứng khoán để mà lùa gà lùa dịch nhưng mà thật ra không bao giờ có những cái chuyện như vậy đến thời điểm này thì vinfast không có một cái vụ kiện nào cả chúng ta có thể tìm hiểu và chúng ta có thể nắm bắt được những cái điều đó chúng tôi đã um, tìm hiểu rất là kỹ và không có một cái vụ kiện nào hết toàn là những cái tin bị đặt toàn là những tin là sắp kiện sẽ kiện hoặc là những cái tin mà giật gân như vậy thôi chứ nó hoàn toàn không có cái cơ sở như vậy chúng ta muốn nói cái điều này đó là phải dựa trên cái cơ sở thực tế không binh ai không bỏ ai và cũng không phải là nói tốt viên phát một cách vô lối hay là chúng ta tự ghét rồi bịa đặt ra những cái thông tin để làm hại cho các doanh nghiệp của Việt Nam không chỉ là Vinfast mà còn nhiều cái doanh nghiệp khác cũng vậy ở um, Mỹ đó thì cũng có nhiều cái trường phái rất là khác nhau có những nhóm thì họ đang chờ đợi cái sự um, phát triển cái việc chuyển mình của các doanh nghiệp của Việt Nam và khi mà đến Hoa Kỳ thì người nhiều người họ hân hoan họ tiếp nhận họ vui mừng khi thấy các cái sản phẩm của Việt Nam nhưng mà bên cạnh đó cũng có một số những cái cá nhân những cái nhóm mà nó gọi là tự ti dân tộc đó và cái một cái nhóm mà nó vì cái thù hằn và nó trở nên là một cái thiểu số có thể nói rằng nó rất là lạc lõng trong cái tiếng nói của cộng đồng nó cứ chê bai một cách giống như đã bạc định nó như vậy rồi nó không có biết cái lý lẽ gì để mà có thể nói rằng nó muốn chứng minh rằng điều của nó đúng rồi thậm chí là còn bịa đặt ra bịa đặt ra những cái thông tin bị đặt ra xe thạch cao nào là xe không có giá trị xe tự trái, xe thì tốn lắm rồi thậm chí họ còn bị đặt luôn là bán ở tại thị trường hoa kỳ có khi cũng không được phép không được cái cái chứng nhận của hoa kỳ trong khi đó thì từng rồi chúng tôi cũng làm chương trình cho thấy rằng thậm chí là cái chứng nhận mà cái số mai mà mỗi cái pin điện của hoa kỳ đó đối với vinfast thậm chí cái cơ quan chứng nhận của chính phủ xác định rằng nó còn thấp hơn cả so với mà người ta kiểm định thực tế nữa. Điều đó là sao? Đó là cái pin điện nó nói là cái mai cái range của nó nó chạy dài hơn, nó nhiều hơn. Và vừa rồi đó thì ông Danny William là giám đốc điều hành tại cái cơ sở một cái dealer đầu tiên ở tại Hoa Kỳ, ở tại Lex Automotive. Group đã có một cái sự trình bày như sau. Ông này nói rằng đó, là chúng tôi rất vui mừng khi trở thành cái đại lý đầu tiên của VinFast ở tại tiểu bang North Carolina. Nơi đặt cái nhà máy sản xuất xe điện của VinFast và sau cái thời gian mà sau khi mà trao đổi với các lãnh đạo của VinFast trực tiếp trải nghiệm cái mẫu xe điện của họ chúng tôi đặc biệt ấn tượng bởi thương hiệu này Chúng tôi tin rằng VinFast là một mảnh ghép mới hoàn hảo của tập đoàn kinh doanh ô tô Lex Đây là cái điều mà Cái người mà lãnh đạo của một cái dealer Một cái cơ sở, một cái cửa hàng bán xe Tiếng nói là cửa hàng mà rất là lớn cho quý vị Ví dụ như ở đằng sau mà cái hình của chúng tôi đó Ví dụ một cái bãi xe mà lớn như vậy có khi là hàng trăm chiếc, hàng ngàn chiếc Nhiều cái dealer nó có hàng cả ngàn chiếc đó chứ không phải là ít đâu hoặc là vài vài trăm chiếc là cái chuyện bình thường và họ bán hàng như vậy trong tuần rồi đó thì cũng có những um, báo chí những cái truyền thông thậm chí cũng nhiều cái youtuber hay cả những youtuber của người việt nữa cũng đã um, mò đến cái khu vực mà cái đại lý um, xe điện đầu tiên này để mà tận mắt chứng kiến không biết là cái thông tin đưa ra như vậy có phải đúng hay không và quả thật họ đến đó thì họ đã có nhiều cái review cũng rất là đặc biệt nhưng mà vì cái vấn đề bản quyền cho nên là chúng tôi không có thể trích dẫn cho quý vị thấy được đó là như thế nào nhưng mà quý vị có thể là lên trên youtube để mà đánh vào cái cái um, cơ sở um, cái dealer đầu tiên hết ở tại um, hoa kỳ bán xe vinfast thì nó sẽ ra thì um, đây là cái điều rất là đặc biệt có thể nói rằng vinfast đang dự kiến sẽ mở rộng cái mạng lưới phân phối sản phẩm xe điện đến uh, 125 điểm bán hàng trên toàn nước Mỹ. Bên cạnh cái việc mở hệ thống đại lý, thì Vinfast cũng đang vận hành 13 các cửa hàng bán lẻ và trung tâm dịch vụ ở tại California. Những cái cửa hàng đầu tiên ở tại bang California đó, thì đến ngày hôm nay là đang vận hành 13 cái cửa hàng như vậy ở nhiều nơi. Chúng ta đã đã thấy là càng lúc mở ra mở ra và những cái trung tâm bảo dưỡng, những trung tâm bảo hành. Um, và điều đó cũng cho thấy rằng nó đã đập bỏ đi những cái thông tin xuyên tạc theo cái hướng rằng là VinFast chỉ bán ở California thôi, không có bán ra các tiểu bang khác. Um, họ nói rằng ở bên Texas thì không mua được xe VinFast, rồi ở bên um, những tiểu bang khác không mua được VinFast. Bây giờ thì không phải VinFast sẽ đang mở không chỉ là năm cái cửa hàng như thế này mà sẽ là bán phân phối mở rộng các mạng lưới lên tới 125 các cái điểm bán hàng trên toàn nước Mỹ Và đó là cái mạng lưới Phân phối Sản phẩm Bán hàng Là cái hệ thống đại lý thì nó khác Còn cái cơ sở buôn bán Phân phối bán hàng là khác Một cái hệ thống là của người ta Của người Mỹ làm chủ Và họ nhận lãnh để mà bán xe VinFast họ, Hoặc là họ mua xe VinFast Để mà họ bán kiếm lời Nó hoàn toàn khác đi và điều đó thì nó cũng hạ thấp các cái chi phí của Vinfast bởi vì về vấn đề quảng cáo, vấn đề mà vận hành, vấn đề mà nó mở rộng các cái tổ chức hoặc làm nhiều nhiều cái lý do. chính vì vậy thì chúng ta có thể đi đến một cái kết luận rằng ngay từ đầu năm 2024 này thì trước cái thông tin cho thấy rằng các cái đại lý mà của người Mỹ ở nhiều khu vực khác nhau, thí dụ như hôm rồi ở Lex Ralex thì người ta nói rằng cái quận đó, cái thành phố đó, cái khu vực đó là của cái nhà máy VinFast Thì cái đại lý trong khu vực đó họ bán xe VinFast thì có điều cũng rất là dễ hiểu Nhưng mà bây giờ thì ở bên Texas nó đâu có gần đó, rất là xa Hoặc là ở bên, à, coi như là ở Kansas cũng đâu có gần đó Ngay cả bên New York cũng xa mà họ cũng phải đi đến đó cũng rất là xa chứ đâu phải là gần Mà họ vẫn chấp nhận để mà bán xe VinFast thì um, cái điều đó cho thấy rằng người Mỹ đã chấp nhận người bảy đất đã biết rằng các chiếc xe đó đã được kiểm định ở trong Hoa Kỳ và giá cả họ hợp lý và họ cho rằng cái chính sách hậu mãi cũng như là những cái điều kiện mà đã sử dụng trải nghiệm của xe Vinfast trong cái thời gian vừa qua đặc biệt đối với VF8 những cái trải nghiệm cho thấy rằng những cái chuyến đi vòng quanh nước Mỹ như thế nào và thông qua nhiều cái triển lãm, thông qua nhiều các cái cơ quan chứng nhận về chất lượng của Hoa Kỳ, họ tin tưởng tất cả những cái điều đó và những cái tờ báo của Hoa Kỳ chuyên về xe hay là xe điện cũng đã có những cái nhận định về Vinfast rồi trên thị trường chứng khoán được chấp nhận, người ta thấy nhìn cái chiều sâu là cái sự đầu tư ở nhiều nơi và có những cái trọng điểm và họ thấy rằng về hướng lâu dài Vinfast sẽ và hiện giờ Vinfast vẫn đang đi đúng theo cái hướng là công nghệ xanh sạch phù hợp với cái định hướng phát triển của Hoa Kỳ trong cái thời điểm hiện nay. thì đó là những cái thông tin tích cực liên quan tới cái vấn đề mà Vinfast đang mở những cái đại lý ra ở tại Mỹ và chúng ta chúc cho Vinfast um, trên đường tiến triển và thành công hơn nữa để mà sản phẩm của xe Vinfast được chấp nhận ở tại Hoa Kỳ và càng lúc càng thâm nhập vào thị trường nhanh hơn. Và hôm nay thì chúng ta xin tạm dừng ở đây. Chúc quý vị những ngày đầu năm thật là tươi vui và trong năm mới thật là may mắn và thành đạt. Xin kính chào.